hồi hộp tim đập nhanh điểm gì? Thông thường, hiện tượng hồi hộp khó thở này có thể là hên cũng có thể là xui. Nếu muốn biết hiện tượng này là điểm báo gì thì bạn cần điểm qua các mốc thời gian mà bạn gặp phải hiện tượng trên. Bởi ở những khoảng thời gian khác nhau sẽ có những điểm báo hên xui, may rủi khác nhau. Nếu bỗng dưng bạn cảm thấy tim đập nhanh và cảm thấy lo lắng về điều gì đó nằm trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ thì đây là một điểm báo không được may mắn có thể sắp tới đây thôi bạn sẽ gặp phải những chuyện xui rủi hoặc có thể bị một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Ngược lại nếu tình trạng tim đập nhanh vào khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ thì có thể bạn sẽ gặp được một điều may mắn. Hồi hộp lo lắng từ khoảng thời gian 5 giờ đến 9 giờ thì đây là một điều cực kỳ tốt nhé. Điểm báo này chỉ rõ rằng bạn sắp được một người bạn ở xa về và giúp đỡ cho bạn gặt hái được rất nhiều thành công. Tim đập nhanh từ 9 giờ đến 11 giờ thì đây có thể là một điểm gỡ điểm báo này chỉ ra rằng bạn sẽ có những bất chắc trong chuyện tình cảm. Nếu trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ mà tự dưng cảm thấy tim đập nhanh thì đây là một điểm lành dự báo những thành công tốt đẹp của bạn trong tương lai. Tim đập nhanh trong khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ là điểm báo nhắc nhở bạn rằng bạn nên dành thời gian cho việc tình cảm của mình nhiều hơn nữa vì có thể sắp tới bạn sẽ nhận được tin vui cưới hỏi cùng người yêu của bạn hồi hộp lo lắng lúc 17 giờ đến 19 giờ là một điểm lành vì nhà bạn sắp sửa đón một vị khách quý hay một người thân đến chơi nhà, nếu người này cần giúp đỡ gì thì bạn cứ mạnh dạng giúp đỡ nhé. Từ 19 giờ đến 21 giờ, nếu tim đập nhanh xuất hiện trong khoảng thời gian này thì có thể sẽ có một người nào đó sẽ rủ dê bạn đi làm một chuyện phạm pháp, bạn cần suy xét rõ trước khi làm gì vào ở khoảng thời gian này nhé. Từ 21 giờ đến 23 giờ nếu tình trạng tim đập nhanh ở giờ này thì khả năng bạn sẽ gặp phải một chuyện bất chắc lớn, có thể bạn sẽ gặp tai nạn hoặc người thân sẽ có tin dữ. Điểm báo khi nóng ruột, nóng ruột từ 23 giờ 1 giờ sáng, giờ tí. Thời gian này mà bạn vẫn không ngủ được, thao thức và lo lắng, bồn chồn thì có nghĩa là điểm báo về chuyện tình cảm. Nóng ruột từ 1 giờ 3 giờ sáng, giờ sửu. Giờ này mà bạn bất chợt tỉnh giấc và cảm thấy nóng hết ruột gan nghĩa là điểm báo có sự chẳng lành nóng ruột từ 3 giờ 5 giờ sáng, giờ dần. Nếu cảm thấy nóng ruột vào khoảng thời gian này điểm báo bạn sẽ được mời đi ăn uống. Nóng ruột từ 5 giờ 7 giờ sáng, giờ mão. Hãy chuẩn bị chu đáo vì sắp có khách tới chơi nhà. Nóng ruột từ 7 giờ 9 giờ sáng, giờ thìn. Bồn chồn khó tả vào lúc này tức là sắp có niềm vui bất ngờ tới với bạn. Nóng ruột từ 9 giờ 11 giờ sáng, giờ tỵ. Nôn nao, khó chịu trong lòng trong khoảng thời gian này điểm báo bạn sẽ đối mặt không vui trong chuyện tình cảm. Nóng ruột từ 11 giờ 13 giờ sáng, giờ ngọ. Nóng ruột trong khung giờ này cho thấy tài lộc, tiền bạc đang tới, hãy chuẩn bị đón nhận. Nóng ruột từ 13 giờ 15 giờ sáng, giờ mùi. Nóng ruột lúc này cho thấy bạn sắp gặp được người ưng ý tuy nhiên tình cảm của hai người khá trong vánh, thế nên bạn đừng quá phiền lòng hãy xem như nhân duyên của hai người chỉ được có chừng đó và hai người sẽ phải tiếp tục quãng đường của mình để tìm ra người phù hợp hơn để kết duyên trăm năm. Nóng ruột từ, 15 giờ 17 giờ sáng, giờ thân. Nếu cảm thấy bồn chồn trong khoảng thời gian này đồng nghĩa với việc có người từ xa về mang tới tin vui cho bạn. Nóng ruột từ, 17 giờ 19 giờ sáng, giờ dậu. Có quý nhân phù trợ giúp đỡ bạn ngay khi cần hoặc có người sắp tới chơi nhà. Nóng ruột từ, 19 giờ 21 giờ sáng, giờ tuất. Dự án béo bở mở ra trước mắt, có cân nhắc nhưng cũng đừng vì nghĩ nhiều mà đánh mất cơ hội lớn. Nóng ruột từ, 21 giờ 23 giờ sáng, giờ hợi. Nóng nuột trong khung giờ này cho thấy sắp có sự chẳng lành, bạn nên cẩn thận từ trong lời ăn tiếng nói cho tới việc đi lại. Khi thấy hồi hộp tim đạp nhanh thì đánh số mấy. Điểm báo hồi hộp vào giờ tý 12, 21. Hồi hộp vào giờ sửu, 56, 65 thấy tim đập nhanh vào giờ dần, 89, 98. Cảm giác hồi hộp vào giờ mão, 46, 64. Hồi hộp lúc canh thìn, 88. Nhận thấy mình hồi hộp vào giờ tỵ 23, 32. Tim đập nhanh hơn vào giờ ngọ, 47, 74. Lo lắng và hồi hộp vào giờ mùi, 36, 63. Nên chơi 15, 51 nếu hồi hộp vào giờ dậu Cảm thấy hồi hộp lúc canh tuất, 04, 40, 44. Hồi hộp vào canh hợi, 81, 18. Thấy hồi hộp khi đang đi chơi, 37, 73. Cảm giác hồi hộp khi vừa tỉnh ngủ, 67, 76. Nhận thấy hồi hộp khi đang làm việc, 28. Hồi hộp khi đang ăn, 84. Dấu hiệu hồi hộp lúc ở nhà, 26.